ông và cô chú và các bạn, hôm nay con mới đi học về á, thì cha con có màn sẵn này, đây là cá chơi với lại sườn nha, thì cha con sẽ nướng cho hai chị em con ăn nha. Rồi Quỳnh Mai, con chào ông bà đi. Xin chào ông. Không, quay lại với lại. Con xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Con chúc bà nhiều sức khỏe. Chúc cô chú ông bà nhiều sức khỏe. Phanh tay dạ ông bà đi. Dạ ông bà. Thì bữa nay hai cha con có làm món cá chê nướng với sườn nướng cho hai đứa nhỏ nè. Hai cha con đốt than đây rồi nè. Hai chị em đi ra đây hái ớt rồi đặng chút vô ăn nè. Đi nè, đi ra ăn đây. Hái ớt, hái ớt cho cha vô làm nước mắm ăn nha. Hai chị em hái đi. Sao hè nhà có cây ớt này nó tự mọc luôn nè. Không có trồng miếng nào cho nó tự mọc rồi lên nó trái nó tự có vậy luôn đó. Con mới hái rồi mày. Con mới hái được bao nhiêu rồi? Ba. Con hái được mấy trái xòe tay cho coi coi. Hái được mấy trái rồi? Ba trái. Ba trái. À. Chà, nó không mọng lên. Vậy. Nó không mọng lên kìa. Ok, trái ớt đó bị con chim nó ăn rồi đó, đứt ngang đó. Nè, con quanh đây con hái cho cha mấy trái này nữa coi, Quỳnh Mai. Trái đó chưa chín. Con hái mấy trái màu đỏ á. Rồi nè. Chín rồi. Rồi nè, con hái cho cha trái này nữa ơi nè. Đây nè. Đủ ăn rồi con, được rồi, đi vô. Đi vô. Con có hai trái ớt. Rồi, đi vô con, đi vô. Đây là cái lò bên đây. Bắt đầu để cá với thịt lên nướng. Con quay vô đây, con để vô đây. Mày ơi, mày ơi. Để cho à, phỏng phỏng cho. Phỏng phỏng đó. Cá chê. Nhìn giống cá đầu bú. Cá chê với thịt nướng chung với nhau luôn. Nhìn giống cá đầu bú. Sang kẻ với nhau. Giống cá. Chê. Nhìn giống cá gì? Cá đầu bú á, tại vì đầu dẹp như như cái bú vậy. Như cá. Cá chê với thịt nướng sang kẻ với nhau. Đây là cá này, cá chê trắng nha. Cá hay đèn chết thì cá trắng gì cô ba? Phải tên nó gọi vậy mà. Ờ, chị Mai nói đúng rồi, tên là tên cá chê trắng ấy con. Vậy mà thấy nó đen thì lại tưởng đâu cá chê trắng là nó phải sức kèm mới trắng. Còn một con cho nằm đây đi. Nằm. Hay cá chê trắng nhiều hơn thịt đó cô ba. Như vậy? Hay cá chê trắng nhiều hơn thịt đó. À. Ơ, à, im đó. Kẹp quá im. Im quá à. Ba vậy. Ông bà cô chú ơi, trong khi chờ cá chín thì con cha đi hái con muống nha. Đám con muống ngay đường nước. Con không biết thù vô. Đây nè Quỳnh Mai. Muốn quá non nè. Chỗ này là cái đường nước chạy nước ở ngoài sông chạy vô đây nè. Ở đây thôi. Chị dâu. Chị khi có anh hai dẫn đi thôi. Đi. Yeah. Không. Ở nhà em luôn mà, còn em nướng mà. Rồi. Đi ngon hơn hồi nãy luôn. Quỳnh Mai khói đó đi ngon bên đây nha. Cá nó cũng chín rồi. Vỡ nắp ra, coi con nào cũng lấy ra. Quá ngon. Quá ngon. Quá hấp dẫn luôn bà cô chú ơi. Cho con cục cạp á. Chịu rồi, chút xíu nữa con. Nhìn đường chảy nước miếng luôn. Cậu ba nướng sao mà nãy giờ nhìn chảy nước miếng gì. Quá ngon. Wow. Con cá của ba ướp gì nhìn bóng chưa? Cá, cá này nó có mỡ nó gì đó con. Dạ. Không có ướp gì hết. Nó bóng. Ướp. Đi con. Ra, ra nước. Cái nó này bóng như sơ bóng. Để anh nó ra khói con. Nó sống, nó bóng như sơ bóng. Cái miếng sườn này để có cái bịch bịch niêm. Bịch niêm nè. Quét lên. Quét lên, quét.
con đây. Quét nha nè, có cái bông bí luôn. Quét lên cho nó thơm. Dính này cho em là gần gần nhỉ. Có cái bông bí, con gái nó chế cái bông bí quét đã quá. Như cây cọ quét thật. Đúng rồi. Rồi gần chín ông bà ơi. Quay không biết. Ồ chín rồi, cho ra dĩa luôn. Thôi đi bên con. Cá chơi cũng chín luôn. Mấy đứa con nghe mùi thơm đó bụng chưa? Dạ đói. Đói rồi phải không? Đói rồi, vô dọn chén bưng nồi cơm ra. Rồi, con xin mời ông bà ăn với con đi. Bình Mai. Ăn nóng. Nóng hả? Xin mời ông bà cô chú ăn với con. Rồi nè, cho con cục này không nóng. Mời ông bà cô chú và các mẹ ăn cùng nha. Rồi, cục này không nóng. Bác mời đó. Rồi, xin mời chú bác và anh chị ăn cơm cùng ba cha con nha. Với con. Con mời rồi. Ừ. Mời rồi. Rồi. Rồi hãy con ăn gì lấy ăn đi. Đây cho con nè. Thôi, cục thịt chà vậy. Bá nè. Thôi cho con cục thịt chà bá đó. Nè. Bự dưới là ờ. Ăn đi. Ở nóng. Đi con. Nóng. Ủa, con không mình nhỏ thì mình ăn nhỏ thôi. Cá chê trắng đấy, nướng. Cục này cũng ngửa đi, đặt sàn cục này cho bà con. Quá ngon. Cái này có muối nữa chấm mà. Không có muối. Ủa tao mèo quá. Em không có muối nè. Em không có muối. Để cho ăn đi con. Để nguội lâu. Rất nãy mấy cho con bẻ nè. Cá chê nướng ăn với nước mắm me với gừng quá ngon. Con ăn thịt nhau rồi mày. Ngon. Mẹ không biết rồi. Vừa đều quá ngon. Vừa leo đều nha. Nhưng mọi người ăn mạnh. Cái này tôi sẽ ngon không con? Quỳnh Mai ăn ngon không? Ngon. Ngon quá bà con ơi. Rồi hứa đề gì chị sợ. Cậu ba nướng luôn rồi. Cá chì trắng nướng ăn với gà quá ngon. Dưa leo. Ngon muốn mẹ mấy cha con hái nè. Ngon quá ngon. Gì con? Thôi lẽ ăn. Ừ. À, ăn tức. Mặn cái đẹp lắm á. Con đã bình cái giò ra. Con bình cái giò ra nữa hả? Hết rồi, hết rồi. Con này hơi dính mỡ. Ê, con ăn. Ê, con ăn giấy rồi bà con. Có rồi. Tại dơ cái gì? Ăn xong đi. Miệng. Ăn xong đi, chút chùi tay luôn con.
giống cái miệng của cái miếng miệng ra. Ngon. Ngon quá cậu cô chú ơi. Chấm mấy cơm nữa rồi. Nguyên con luôn, cá này nhỏ nhỏ quá. Nguyên con luôn bà ơi. Con sẽ chiếc. Mình ăn như mình ăn gì vậy? Không lúc mình ăn cơm như ăn người gần như bóc tay. Ngon, hai đứa ăn nhiều vô. Cái này ngồi nửa tiếng sau chắc hết nguyên dĩa luôn. Chắc hết nguyên dĩa khỏi luôn. Nở như lẽ thì chú tre. Nói chả không cục nữa. Ngon. Có chơi thịt ngọt. Cái chơi ngon chưa? Ngon. Thịt ngon ngay à. Ngon. Nó già nữa ngon. Thơm quá. Cho cả muốn rồi, có nữa gói rồi muốn lên. Bà con đừng xa giữ nấu được bốn nãy chưa. Nó cái cọng muối này nó ngon này Ngọc Mai. Ngon, muối này ngon lắm rồi. Đưa đi con, ăn nhiều vô để đói nè. Để đói hồi chạp hết rồi. Hồi đói cũng chạp hết rồi. Mới đói xong. Súng văn. Ăn mày dính văn kìa. Để ăn súng rồi cũng mất khỏi. Con thịt nướng quá ngon. À, cho ta. Để cho con miếng không anh? Chùi tay ha. Ừ, rồi, nè, chùi cho con. Con để chùi cho mình mai cái hả? Rồi con. Con để cho chùi miệng nha. Nhớ quá. Ừ, con để cho chùi miệng nha. Tuy hơi dính da nhưng mà vẫn ngon. Rồi. Dính dạ, ăn đó gì? Ngon nhá. Má. À, đây là cục cơm. Thầy cứ ăn thu bình mai nữa kìa. Ngon không con? À. Ừ. Làm hủy bột. Vậy? Ngon không? Ngon. Ngon xuống rồi còn khổ. Khổ rồi, cắn nhỏ nè. Ngon quá. Con rồi ai tiếp rồi ăn. Có đầu rồi. Đầu ăn được không cho? Đầu nút quá. Được. Cái đầu để gì mà nút quá. Ngọt ngay vậy, thử đi. Ăn rồi đó. Chứ nào có hạch nữa chứ. Cái gì? Chỗ nào có hợp nữa chưa? Dạ. Xé ra. Ăn cái này nữa chưa? Ừ. Ngon thú rồi thì ngon nè. Ừ. Ê,
Ờ, lần xuống mà vẫn thấy xé được miếng thịt nha. Ngon kìa. Cơm vô không? Quy hết. Ăn cơm vô con. Cái gì? Cái gì? Cái yếu hoài để còn mà. Nếu mà bà cô chú hết clip của con hãy cho con một like, một đăng ký để con có một lần làm những video tiếp theo nha. Tạm biệt bà cô chú. Tạm biệt mời cô chú. Quỳnh Mai đi. Dạ Quỳnh Mai con xin chào ông bà đi. Xin chào ông bà. Chúc ông bà nhiều chút sức khỏe. Cô chú ông bà sức khỏe. Chúc mọi người có Giáng sinh vui vẻ. Ông thanh tay dạ ông bà đi. Dạ ông bà. Chú bác và anh chị thấy clip này của mấy cha con hay thì hãy nhớ cho mấy cha con một like và một đăng ký và một chia sẻ để cho mấy cha con có động lực làm những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt bà cô chú.